Bonsai Đức Huy xin kính chào quý vị. Yêu hoa cây cảnh bonsai trên toàn quốc. Kính thưa quý vị, Bonsai Đức Huy đang ghi hình tại triển lãm phôi Linh Hiệp. Thì triển lãm phôi của Linh Hiệp thì có một cái không gian trưng bày những cái phôi quý, phôi VIP. Thì trước mắt quý vị là cái không gian trưng bày phôi VIP tại triển lãm Linh Hiệp. Bonsai Đức Huy sẽ quay cho quý vị những cái phôi quý tại triển lãm Linh Hiệp. Thì có những cái phôi mà quý vị chưa được chia sẻ và chưa được giới thiệu với quý vị, thì hôm nay cái thước phim này Bonsai Đức Huy sẽ quay và gửi tới quý vị chi tiết nhất. Lại một cái nhân vật thân quen, Chiến Dâu, xin chào em. Xin chào anh, chào mọi người. Kính thưa quý vị, một phôi có cái đường nét độc đáo. Em đang xem con phôi này. Phôi này của em Tuấn. Của em Tuấn à? Vâng. Phôi của em Tuấn quý vị nhé. Tuấn làm cây cho em đấy, mấy anh em mình. Tuấn thì trong những thước phim trước thì quý vị biết em Tuấn làm cây rất giỏi và làm cây cho em Chiến. Cái phôi này Tuấn mới lấy anh ạ. À? À Tuấn mới lấy à? Vâng, vừa mới mang và sửa bên trường em. À, đường nét nhiều cái nét dị nhỉ? Vâng ạ, à, thứ nhất là cây năng hồng hồng cây, cái thứ hai cái là đường thân hoành, cái điểm ấn tượng điểm hoành này của nó em nghĩ là chắc là trên thị trường ít đấy, không có cái nó hơi khó chịu, không có cái thân hoành là này có cái đường nét như vậy. Đúng rồi. Nghệ thuật như vậy. Cổ ngọn cũng rất là đẹp Tuấn nhỉ, à Chiến nhỉ. Vâng ạ, à, được cắt chuyển đây này, họ đảo cái ngọn lên, đảo ngọn về sau để mở mặt chơi. Cái này là tay Chiến nha. Số chi cành đang cần thêm thời gian để cho nó đạt cân đối với cái cốt đó. Mặt sau này quý vị nhìn thấy mới đã này, nhìn nó sâu. Tay này nó vừa huyền vừa hoành đúng không? Đi xuống huyền ra. Cái này chỉ hoành thôi anh ạ, hoành thôi. Nhưng mà hoành nhưng mà đi có xuống là nó đi xuống nhưng mà không để xuống, không thấp dưới mặt chậu, không gọi là huyền được. Hoành. Trên mặt bằng là mặt chậu thì chỉ là hoành thôi. À, chào các bác ạ. Một cái phôi quý nha quý vị nhá. Hôm qua em Tuấn mới đặt đúng cái phôi ở đây nhỉ? À, Tuấn bán rồi hả? Cùng vị trí đây. Thì cái phôi này là bán một cái phôi kia thì mang phôi này ra. Em cũng hơi ẩn dần một chút, là không mang nhiều. Không mang nhiều. Ở đây xuất các địa điểm kê cũng nhiều và phôi quý ở đây cũng rất nhiều. Thì cái hoành này họ chọn định hình từ những cái chi 1 đến cái chi 2 này rất chi là nói chung là người làm từ cái lúc ban đầu ấy, người ta cũng đã định hình rất là chuẩn. Khó. Theo anh là khó, bình thường những cây khác nó chỉ xuất phát hoành này là từ đây đi ra đến đây thôi, chứ còn không có cái điểm đảo, gần như là cái đường đổ gục cũng bắt đầu mới bay ngang thì nó tạo cho cái điểm. Cái này là cái nét cá tính của cái người nghệ nhân người ta làm. Thế và anh cảm nhận là cái chủ cũ người ta cũng định hình rất chuẩn, đấy, mọi cái lấy tay lấy chi là sắp xếp gần như là hoàn mỹ rồi đấy, lấy đâu và bỏ đâu. Tại sao người ta không lấy từ đây luôn? Người ta phải lấy giật ra sau, hất lên trên. Vì khi anh ra ngoài đây anh mới thấy cái điểm. Tức là người ta làm bình thường là thẳng đúng không? Bình thường là thẳng lên cũng được, nhưng mà nó sẽ chỉ đẹp ở một cái mặt tiền đấy. Nhưng mà khi làm này thì nó đảo chiều nhau, đa chiều. Đấy là cái khó, nhưng mà cái mà từ cái nhát cắt này mà đưa lên đến đây đẹp quá, phôi này phôi tiềm năng. Theo Chiến là cái chỗ này đúng chiều rộng của cái chợ. Các ba không có chiều rộng cái một cái phôi đến chỗ đây hoàn thiện ở ngoài kia thì anh nhìn ra được xem mà một cái phôi tiềm năng của em Tuấn quý vị nhé, đang ở triển lãm Linh Hiệp và Bonsai Đức Huy cùng anh em đang chia sẻ cho quý vị. Và quý vị sẽ ngắm tác phẩm tiếp theo, một cái phôi tiếp theo. Chiến đây sang ngắm cái phôi này cũng ấn tượng phết này.
Chị ơi, phôi này cũng rất là ấn tượng với mọi người về đây tham quan. Phôi này là phôi của nhà vườn Lâm. Nhà vườn Lâm. Lâm Đông Anh. Đóng ấy đúng không? Cây này bản chất là nhép, nhưng mà đến tầm này nó chín hết. Vì ghép một cái thân này. Đúng rồi, bản thân cái gốc chính ngày xưa cũng là. Thế nhưng mà mình bó như bó đũa, nó cũng là cây bó. Nhưng mà đúng do rồi. Các quá trình các nghệ nhân người ta làm, ý tưởng của mỗi một người là người ta kháo lại thì nó sẽ tạo nên cái điểm, cái đường chạy, điểm, cái đường vắt nó vắt tạo thành đường chuyển của thân đúng không? Và tăng thêm cái yếu tố chiều sâu trong tác phẩm. Đúng rồi. Sau bắt đầu họ tháo cái gì? Tháo là nó như cái bó đũa anh tưởng tượng này. Tháo lớp này thì còn cái lớp thịt bên trong. Đây, để hình là như thế này thì nó sẽ thành hang hốc nó lồi rộn. Cái đấy là cái nghệ thuật mà trong khoảng 10 em biết được biết thì khoảng không được 10 năm, khoảng 8 năm trở lại đây là mọi người làm áp dụng. Nên là đòi hỏi người nhân phải nhìn được. Ví dụ nhé, mọi người đến nắm một cái phôi này, đó là rất đẹp, nhưng cũng là hội viên sinh hoạt trong câu lạc bộ thôi, thì em mới hỏi là anh thấy nó đẹp rồi, họ không nói được, họ chỉ bảo đơn giản nó là đẹp, thì cái nào cũng đẹp ở đây cả, nhưng cái nào là cái đẹp mà mình phân tích được cái vì sao đẹp ở đâu, nó đẹp ở điểm nào, cái điểm nào chưa đẹp, rồi. Và cái điểm nào mà tại sao em đang nói là tại sao cái chủ cũ họ lấy cái cành ở đây, vì ở đây là một cái điểm mù, nhưng mà sau này khi lấy ở đây họ làm bông lên đây thì cái bông này nó sẽ phù hợp, nó lấp vào đúng cái điểm mà đang chưa đạt của cái cành. Nó là cái điểm này, nó là cái rồi. Vì bố cục sắp xếp là người ta sẽ phân bổ cho các cái vị trí chi cành nó lấp liếm đi thì nó sẽ đẹp. Rồi. Tất cả đều có lý do. Rồi. Nhưng mà cái người mà phải có nghề, cái người làm được thì người ta hiểu. Đúng không? Và phân tích được cho người khác. Chứ còn thực ra cái nghệ thuật thì cái nào nó cũng đẹp. Rồi. Không có cái nào xấu cả. Nhưng mà cái nào cái là cái quý thì mình nhưng là đẹp ở mức nào. Vâng. Đây là một cây phôi nhưng tuổi đời của nó khủng khiếp, không phải đơn giản như đâu. Như con cóc này. Đây này, quý vị này. Già lắm đấy quý vị ạ. Nhìn này. Phôi thôi nhưng mà rất giá trị. Cao hiện nay cao chỉ khoảng 70 nhỉ. Cả một vườn đang làm 60 cây, họ chỉ có được 1-2 cây xuất sắc này, trong mấy đây đang là phôi để hoàn thiện, nhưng những cây mà đi cần 10 năm và đã giá trị, nhưng 10 năm nữa thì kinh khủng lắm. Với những cái phôi già này nó biến hóa thì không biết đâu mà là bản thân em người biết thôi, đã từng được biết là có những cái ngọn rất chi là không phải to đâu, nó nhỏ rồi. Nhưng mà khoảng 5 năm sau em giật mình em quay lại đã phải mua đến mấy trăm triệu. Yeah. Vì nó cây già này nó đổi biến, anh cứ tưởng tượng nhé, với một cây già ấy thì đang cái non thì nó cứ lớn bình thường, nhưng với một cây già nhé, anh đang như thế này, anh có tin là trăm tự dưng 2-3 năm sau nó lồi lên một cái cục nó to như cái nắm đấm ấy, bầu này. Cái đấy là điều không biết được, chỉ có những người có nghề về chăm sóc và tạo tác thì người ta biết được quá trình giai đoạn nào nó sẽ xảy ra những cái vấn đề này. là người ta mua đón trước, thế mới cần nói chung là phải nhìn được đấy, tại sao đấy. Như con cóc là đây, quý vị ơi, đây là một phôi quý nữa này. Cái việc mà mọi người đang nhầm lẫn giữa cái việc cây già và là nó cứ phải bạc trắng như vôi, không phải. Thực ra nhân tiện cái video này em đang chia sẻ, đây là một cây xanh rất dài. Đúng rồi. Em biết ngày xưa anh sử mua của ai luôn. Và bản thân em đã trải nghiệm được nó khoảng 3 năm rồi. Em cũng biết, sở hữu á? Em không sở hữu. Nhưng nhưng biết, biết nhà anh. À. Anh sử dụng cho anh thì ngay cái cuộc hôm đấy, có một người bạn của anh bán cho họ là phải mua 3 cây thì mới bán cho cây này. Thế hả? Và lúc đấy giá trị nó đã là tiền tỷ rồi.
thì em chứng kiến, vâng ạ, chứng kiến là em biết cái tốc độ sinh trưởng của cây như là cái tuổi đời nó già khủng khiếp. Đúng rồi, mình mà nhìn vào cái những cái nét chun sụn ở này. Đấy, nó mới là thể hiện. Cái này mới thể hiện. Nó mới thể hiện là chun rụt. Cái độ tuổi già. Đây mới thể hiện cái độ tuổi chứ không phải là những nhìn cây màu. Mà bạc trắng đốm hoa cau hay là các cái gì đấy thì đấy nó chỉ là nói thế nào. Nó là mình gọi về mặt nó như là các con ký sinh trùng nó bạc. Tại sao anh đi lên chùa Hương? Anh đi lên Bái Đính. Anh đi lên Yên Tử. Sao những cái cây dây leo ấy nó tuổi đời nó rất ngắn mà nó đã có đốm nó bám. Tức là ở đây là cái độ ẩm nó cấu tạo lên và nó sinh sản nó bám trên cái bề mặt của cây. Nên mọi người đang nầm tưởng là nó là già, thực ra là không phải. Về nuôi sau nó cứ bị nhợt ra. Còn những cây già này thì dù anh tưới hay là bất kỳ môi trường nhìn, nào thì nó nhìn là bản chất này. Rồi. Úi dồi ôi, nhìn bên này này, nhìn. Như đá này. Úi dồi ôi, nhìn này. Toàn thân như vậy hết, ra tận đầu cành này, quý vị nhìn này. Đây là cái phổi rất già, những cái kinh nghiệm mà trong cái thước phim này thì cũng em Chiến cũng chia sẻ cái kinh nghiệm của em Chiến để cho một số quý vị có thể là quý vị tham khảo thêm. Những phổi rất là già. Và quý vị ơi, còn rất nhiều phôi. Con này nước, quý, quý vị nhé. Nước đang xấu rồi. Cái này do nguồn nước. Đúng rồi, đây rêu phôi, hết đây, xanh đây, này, đây đen là phôi rất cây. Già quý vị nhé. Cũng là cái phôi rất già nhưng mà do nguồn nước. Phôi này thì cũng già lắm quý vị ạ. Ui giời, phôi này này. Phôi này thì cũng như phôi vừa rồi thôi. Già lắm. So với tuổi cây kia thì em nghĩ là không, cá nhân em nghĩ là không đảm bảo đâu. Không đảm bảo hả? Nhưng mà cây này là một cây phôi có tiềm năng mà để mà chuyển đổi được. Chuyển đổi ở đây là từ thể trạng này sang một cái thể trạng khác. Rồi. Chứ không phải là ở đây em đang nói về mặt giá trị. À. Thì toàn bộ cây này nó đều là thịt. Rồi. Và toàn bộ nó mầm nhu, mầm mắt. Nó ở trong cây mà với một cây phôi để mà biến đổi được. Nó phải có những yếu tố này. Thì nó khi mà mình nuôi thì nó sẽ biến nhanh. Khi anh nuôi rút từ cái mầm này thì nó mới với bản chất một cây già thì có thể nó sẽ ngoài cái anh nuôi rút ra nó còn nổi lõm ở những cái điểm khác nữa. Đúng rồi. Cái mạch nhựa nó chuyển hướng nó sẽ thay đổi cái thể trạng của cái cây. Rồi anh hiểu. Đấy, thì đây vậy còn những cái cây mà nó không có những cái mầm chẳng hạn như thế này thì nó sẽ tốc độ biến đổi nó sẽ ít đi hơn, nó chỉ chùn ngang thôi. Còn đây nó là mình là toàn bộ mầm mắt là mình kéo nó là nó lồi lõm tứ phía hả? Đúng rồi. Đấy, rất nhiều quý vị nhá. À, bên này có một cái cốt trực cũng rất ấn tượng này, có hai cốt trực này, nhà vườn Nhật Cường này. Đây cũng là cái phôi tiềm năng. Đây quý vị này. Con già đây cũng như cây cốt già đúng không? Trước nó là cây cốt già, hiện tại thì đang bị anh em mình ra ngắm hổ phụ sinh hổ tử này. Thế là cốt này cho Chiến cảm nhận thế sao? Cốt này à? Đầu tiên mình phải nói là dáng. Dáng này nó đã ít hơn những cái dáng cây khác. Rồi. Thứ hai nói tiếp về dáng thì nó là một là nói nữa là về cái sai. Cái sai rất là một cây rất to. Đúng rồi. Ba là tuổi. Tuổi thì khủng khiếp rồi. Là một cây rất già. Rất già. Bởi vì là đây là cái chốt một của dấu ấn thời gian quý vị nhé. Đúng rồi. Thì cường đây. Đấy. Cắt cái chốt một thì dâm. Cái tuổi thì có khác gì cái cây dấu ấn thời gian đâu. Đúng không? Dạ. Không khác gì cả. Thế và cái cây tác phẩm này thì nó chỉ ở cái mức tầm trung thôi. Nhưng mà do kết hợp giữa đá lên cái đá thì tạo lên một cái tác phẩm sau này cũng là cái cây đại. Sau này nó sẽ thành cây xay xay. Thế và cái hình dáng này thôi quý vị ạ, đang xây dựng chứ còn sau này bóng thì rất là rộng. Và Tiến nhỉ?
đây là cái thân huyền này. Thân huyền này còn phải phát triển ngoài ra khỏi chậu này thì mới đẹp nữa này, đúng không? Đúng. Nên là cái thân huyền này hiện nay còn nuôi rất là lâu quý vị nhé. Cũng phải cái công chờ đợi của thân huyền này cũng mất rất nhiều thời gian đấy. Đúng rồi anh ạ. Chứ còn thân trực thì mọi cái ok hết rồi. Phần trên thì gần như ok. Gần như ok rồi. Nhưng thân huyền này bản thân thân huyền đã phát triển chậm rồi mà lại còn nhỏ nhỏ thế này thì mất rất nhiều thời gian đấy. Nếu nuôi cũng phải để sổng vài năm. Có thể chuyển đổi nó đơn giản hơn thì có thể mình chuyển nó làm hoành thì nó sẽ giảm thiểu cái thời gian đi. Hoành. Còn nếu mà để mà nuôi huyền, bản huyền. Thân em cũng là người thích chơi cây huyền nhưng mà hơi vất vả. Nhưng mà anh nghĩ cái form dáng chủ nhân đã làm đá này thì là thích là huyền rồi. Là huyền rồi. Huyền xuống là rất là đẹp. Đây cũng là cái tác phẩm sau này hứa hẹn rất là đẹp. Khủng khiếp. Và kính thưa quý vị là tác phẩm này thì cũng giao dịch tiền tỷ rồi. Từ mấy năm nay rồi. Không phải bây giờ tiền tỷ mà giao dịch cách đây mấy năm rồi. Hiện nay là vườn em Linh Nga quý vị nhé. Và cái lu này quý vị này, bọn Sao Đá Quý đặt vào tay ở đây. Nó phải đặt mấy bàn tay vào đây thì mới hết kín được cái lu này. Đúng không? Mà càng nuôi nó càng... Mà lu này thì lu là lu cơ địa. Lu thịt. Lu thịt, lu cơ địa, tự phát ra. Chứ không phải nuôi mầm thở đâu. Nhìn. Dạ mạn. Và cái tố chất của cái tác phẩm, cái phôi thì cũng tùy từng phôi em nhỉ? Vâng. Nó phải đạt được cái độ tuổi. Tuổi cũng như cái chất có chất. Cái chất cây là nó sẽ biến đổi nhanh. Có những cái thì cùng là cây dài nhưng mà nó biến đổi chậm hơn thì cái này thì chắc chắn là nó liên quan đến vấn đề nghiệp vụ chăm sóc. Đúng rồi. Và nghiệp vụ về nói chung là nó cái được thừa hưởng cái gen quý của dấu ấn thời gian. Dấu ấn thời gian quý như nào thì cái gen của cái tác phẩm này cũng như vậy. Nên là tại sao xanh cành mới quý như vậy? Em thì, công nhận không? Đúng rồi. Xanh Nam Điền nhưng mà nhân bằng cành được. Thì nó mới nguyên, cái tuổi của con mẹ. Nguyên bản. Thế và chứ còn hạt thì lại không có giá trị bằng. Bản thân những cái cành thì khi mà dâm ra cũng đã cái cành cũng đã mấy chục tuổi rồi. Là bản thân mới già nhanh và mới chun nhiều cái nét chun sụn. Thế còn như cái phôi này thì tính tuổi hàng trăm năm rồi. Còn nó bao nhiêu mà bằng nào năm chứ thì cái rõ thì bà Sa Đa Huy không dám chắc nhưng mà chắc chắn phải 100 năm tuổi trở lên. Cái làm đá này thì Chiến biết nghệ nhân nào làm không? Em không biết về hình như thôi, cái này em không dám khẳng định. Thế nên là nếu mà mình nói sai thì mọi người sẽ cười. Rồi. Thế nên là em mạn phép từ chối bình luận thêm về cái này. Cái viên đá này không nhầm là em không. Không biết là nhớ hay quên, nhưng mà cái đài trước của anh Hưng Bắc Hồng bán là anh Thành Đá. Thành Đá làm à? Cây này trước của Bắc Cường Hỏa Sĩ cũng lên đá. Nhưng mà đó, sau lại lên đá khác phải không? Vâng. Sau lại phải lại về chủ mới thì lại sửa. Làm lại đá mới. Thưa quý vị, đây là cái tác phẩm một phôi. Một phôi Bà Sa Đa Huy phải khẳng định là rất rất là quý. Một trong những cây phôi quý nhất tại triển lãm Linh Hiệp. Quá ấn tượng luôn. Này cùng mấy em Chiến Dâu đây. Chiêm ngưỡng một cái tác phẩm quý phôi này. Phôi thôi, nhưng là một cái tác phẩm rất ấn tượng. Khiếp thật đấy. Từ cái tay chuyển rồi. Phải nói là cái gen quý, nguồn gen quý, dấu ấn thời gian bây giờ là siêu phẩm rồi.
Thế và cái chi một của cái dấu ấn thời gian thì một cái tương lai rất gần thôi, cũng là một cái tác phẩm quý. Đúng là không hổ danh cái tên hổ phụ sinh hổ tử, đúng không? Rất là đặc biệt. Kính thưa quý vị, Bò Sát Đa Huy vừa cùng em Chiến chia sẻ một số phôi quý tại triển lãm Ninh Hiệp. Hai anh em trò chuyện và có những cái chia sẻ bình phẩm về những cái tác phẩm phôi ấn tượng tại triển lãm nơi đây. Bò Sát Đa Huy đến đây xin phép và tạm dừng video ở đây. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Chào tạm biệt quý vị.